Giữa lúc ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cắt băng khánh thành khai trương khách sạn mới, thì ngôi sao của ông trên đại lộ danh vọng Hollywood đã bị đập phá. Du khách đã phản ứng trái chiều về vụ việc này. Ông Donald Trump được khắc tên trên đại lộ danh vọng vào năm 2007 sau khi dẫn dắt chương trình Người thực tập trên đài NBC của Mỹ. Đến hôm 26 tháng 10, ngôi sao có tên ông đã bị đập vỡ. Nhiều du khách tỏ ra bất bình vì cho rằng đại lộ danh vọng không liên quan gì đến chính trị. Chuyện này thật vô lý, đại lộ danh vọng là điểm du lịch không liên quan gì đến chính trị cả. Tôi thích Hillary Clinton hơn nhưng tôi vẫn thấy nên tôn trọng những việc khác. Tôi thấy rất buồn với tư cách là một du khách, chuyện này không tốt cho hình ảnh của Los Angeles chút nào. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng chuyện này là dễ hiểu. Tôi không thấy bất ngờ gì, anh biết đó, ông ấy là Donald Trump mà. Trước đó, video an ninh ghi nhận một người đàn ông che kín người đã phá hủy ngôi sao này. Cảnh sát Los Angeles cho biết sẽ điều tra và bắt giữ người làm việc này. Vụ việc xảy ra giữa lúc ông Donald Trump đang cắt băng khánh thành khách sạn cao cấp nằm cách Nhà Trắng chỉ vài block nhà. Gần khu vực khai trương cũng xảy ra biểu tình phản đối ông Trump.